chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại Talk Show Cà Phê Cùng Hiển. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chương trình định cư siêu dễ dành cho những ai mà làm những ngành nghề về kỹ thuật hay là những ai về những ngành nghề kỹ sư ở tỉnh bang BC, đó là BC Tech. Như mình từng nói trong talk show học gì để chắc chắn định cư Canada, thì nếu các bạn học bậc thạc sĩ trong những ngành khoa học, công nghệ hay là kỹ thuật ở tỉnh bang BC trong một cái danh sách được họ quy định thì chỉ cần tốt nghiệp là gần như các bạn đã được định cư Canada. Nhưng mà không phải ai cũng có thể đủ sức để học lên bậc thạc sĩ. Thì nếu các bạn chỉ đi làm, các bạn có kinh nghiệm trong những ngành công nghệ, ví dụ như là lập trình viên, designer, kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng, vân vân, thì nếu bạn có thể kiếm được việc ở tỉnh bang BC này và được chủ bảo lãnh thì gần như chắc chắn bạn sẽ được định cư ở Canada. Thì cũng như danh sách trường mà các bạn học thạc sĩ, bạn phải học trong những danh sách trường đó, thì các bạn tốt nghiệp ra các bạn mới có thể xin được là đề cử tỉnh bang và định cư ở Canada. Thì những ngành nghề này nó cũng chỉ có danh sách 29 ngành nghề thôi. Nó gồm những ngành nghề như là kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng, lập trình viên, đặc biệt những ngành nghề liên quan công nghệ thông tin thì khá là nhiều. Và nó có cả dịch thuật và nó có cả những người làm về ngành design. Đó, thì nếu các bạn mà thuộc danh sách 29 ngành nghề này, bạn được chủ bảo lãnh, thì cái việc bạn định cư ở Canada này thì khá là dễ dàng. Bây giờ, đầu tiên mình sẽ so sánh rằng nếu bạn làm ngành nghề khác và những ngành nghề công nghệ thì cái lợi ích của nó như thế nào. Bây giờ mình giới thiệu các bạn cái bảng so sánh ở đây. Đầu tiên ấy, nói về sự khác biệt giữa ngành công nghệ và ngành thường ấy, thì ngành công nghệ khi được tỉnh bang BC này họ mời định cư, họ thường mời với điểm khá là thấp, là 80 điểm thôi. Còn những ngành khác ấy, thường là từ 90 điểm trở lên, tức là độ lệch của hai nhóm ngành này nó là từ 10 tới 15 điểm, trung bình là vậy. Ngoài cái đó ra còn cái lợi thế nữa, đó là nếu mà các bạn làm ngành nghề 29 ngành nghề công nghệ này thì các bạn chỉ cần hợp đồng lao động 1 năm. Còn những ngành khác các bạn phải cần hợp đồng vô thời hạn. Mà các bạn biết đấy, khi mình đi làm chủ họ ký hợp đồng vô thời hạn cho mình, nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi họ chỉ ký hợp đồng 1 năm. Và cái thứ ba là những ngành nghề công nghệ này được họ mời hàng tuần, cứ mỗi tuần họ mời một lần và mời để được đề cử tỉnh bang. Còn những ngành còn lại thì thường khoảng 1 tháng được 2 lần. Chưa kể thời gian duyệt hồ sơ cho những ngành công nghệ chỉ từ 1 tuần tới 1 tháng thôi. Và trường hợp được duyệt trong vòng 1 ngày cũng rất là nhiều. Sáng nộp, tối có. Tức là sáng các bạn nộp, tối các bạn được đề cử tỉnh bang là rất là nhiều ha. Còn những ngành thông thường thì sẽ mất tầm khoảng 2 tháng tới 3 tháng để trung bình như vậy. Thường là đúng 2 tháng là các bạn sẽ được nhận đề cử tỉnh bang nếu các bạn làm những ngành thông thường. Thì đương nhiên mình không kể đợt này do ảnh hưởng của Covid thì cái thời gian họ duyệt hồ sơ cũng lâu hơn. Nhưng được một cái nhờ vậy ấy, mà điểm mời họ giảm xuống. Những ngành công nghệ họ chỉ còn mời có 70 điểm thôi. Họ vẫn giữ 70 điểm hoài à cho những ngành công nghệ. Còn những ngành kia thì xê dịch từ tầm khoảng 88 đến 100, đến 90 đến 100. Bây giờ ấy, mình sẽ đi vào ví dụ. Đầu tiên nhé, các bạn nhìn lên màn hình các bạn sẽ thấy mình lấy ví dụ ra ba ngành công nghệ là lập trình máy tính, lập trình web và designer thiết kế. Thì điểm của ngành công nghệ mời chỉ là 80 điểm và mùa dịch này là 70 điểm. Những ngành không liên quan đến công nghệ thì mình lấy ví dụ ba ngành, ví dụ supervisor là 1211, admin và chef đầu bếp, thì những ngành này họ mời sẽ là 92 đến 100 và bây giờ mùa dịch thì mời khoảng 88 điểm. Trường hợp đầu tiên mình muốn đánh giá, mình ví dụ một bạn học sinh học xong cấp 3 ở Việt Nam sang bên đây học một khóa cao đẳng, ra trường và được chủ bảo lãnh liền. Vậy trường hợp đó các bạn đó sẽ được như thế nào ha? Thì đây đầu tiên mình sẽ có cái này, mình sẽ lập trình, mình sẽ viết sơ sơ để công thức sẵn sơ sơ cho Excel này ha. Thì đây mình có IELTS 6, tất cả là CV 7. Bạn này học tuổi chắc không tới thế này đâu, tuổi thì bạn ấy mới ra trường tức thì khoảng 21-22. Thực ra điểm tuổi không quan trọng đối với BC ha. BC BNP thì không xét tuổi. Bạn ấy học ở nước bằng nước ngoài, tức là cấp 3. Các bạn ấy học ở Canada bằng cao đẳng và không có kinh nghiệm gì hết. Rồi mình sang bên đây mình quay thử nhá. Giả sử một bạn như vậy và bạn sang đây bạn ấy làm ngành lập trình viên, tức là mã ngành là 2175. Lập trình viên web, mức lương là 22 đồng. Thì các bạn sẽ thấy ấy, bởi vì 2175 là ngành A này nên điểm của ngành không thôi là được 25 điểm. Top 100, tức là ngành nghề này trong nhóm 100 ngành nghề ưu đãi của BC nên được 10 điểm. Bạn ấy đang đi làm được 10 điểm. Bạn đó có mức lương 22 đồng là 17 điểm. Vậy chỉ riêng ngành nghề thôi bạn được 62 điểm.
bạn ấy không có tháng kinh nghiệm nào hết nhé, không năm tháng kinh nghiệm nào hết, không điểm kinh nghiệm, chưa từng làm một năm ở Canada. Các bạn học cao đẳng chỉ được 2 điểm thôi, vì học ở BC nên được cộng 8 điểm nữa. Và tiếng Anh là do COB 7 là 4:6 ấy, được 18 điểm, tổng cộng vào này được 90 điểm. Vậy đó, chỉ cần học xong ra trường tức thì được chủ bảo lãnh thì 90 điểm và lời mời là bình thường 80, bây giờ mùa dịch là 70, chắc chắn bạn này sẽ được mời và sẽ định cư Canada. Tức là học xong cao đẳng, ra trường kiếm được một việc lập trình viên, chỉ cần mới đi làm tức thì thôi, chủ ký hợp đồng 1 năm là bạn ấy sẽ được đề cử tỉnh bang và lại định cư ha. Giả sử bạn ấy làm ngành thiết kế đồ họa đi, là 5241, ngành này ngành B, vì mã ngành nghề là ngành B nên bạn ấy chỉ còn được 10 điểm nhé mọi người, thấy không? Ngành A là 25 điểm mà ngành B có 10 điểm mà, nên thành ra bạn ấy mất tới 15 điểm. Còn lại mọi thứ vẫn như cũ, với vậy bạn chỉ được có 75 điểm thôi. Bây giờ đang mùa dịch 70 điểm thì với 75 điểm này bạn ấy vẫn được mời định cư Canada. Nhưng mà nếu mà là những ngày là bình thường thì là 80 điểm thì bạn ấy mới ra trường tức thì bạn ấy sẽ không được. Nhưng bạn ấy cố làm được 1 năm kinh nghiệm ở Canada, đây chỗ một kinh nghiệm Canada mình sẽ chuyển thành số 1 là 1 năm kinh nghiệm Canada ha. Với 1 năm kinh nghiệm Canada, 1 năm kinh nghiệm bạn được 3 điểm. Vì làm ở Canada 1 năm nên bạn được thưởng 10 điểm nữa, nên tổng cộng bạn được 88 điểm. Vậy là cũng đậu. Vậy nghĩa là sao? Một bạn học sinh cấp 3 ở Việt Nam sang đây học một ngành cao đẳng thôi, khóa cao đẳng 2 năm hoặc 1 năm, ra trường đi làm được chủ bảo lãnh ngành công nghệ. Nếu mà chưa đủ điểm làm thêm 1 năm nữa, bạn ấy vẫn sẽ là được định cư ở Canada. Bây giờ mình ví dụ cho những bạn làm ngành khác, ví dụ như supervisor đi, là 1211, ngành này không phải ngành công nghệ, 1211. Và bạn này cũng mới ra trường tức thì và chưa có kinh nghiệm gì hết ha, giống như bạn lúc nãy trường hợp đầu tiên. Thì các bạn thấy đấy, 1211. Thì khi đó ngành này ngành B luôn các bạn thấy không? Vẫn là mức lương cùng nhau là 22 nhé. Nhưng mà vì ngành B bạn ấy được có 10 điểm mà. Và ngành này ấy, ngành này cũng không thuộc top 100 luôn, là mất 10 điểm này nữa. Bạn ấy đang đi làm được 10 điểm, lương 22 đồng được 17 điểm. Rồi, không có kinh nghiệm ở Canada, 2 điểm về bằng cao đẳng tương tự như cái bạn kia thôi. Cái số bên dưới này giống nhau, tổng cộng có 65 điểm. Mà những ngành thường các bạn biết mời bao nhiêu rồi đó, 92 đến 100 và bình thường là 18 điểm. Vậy bạn này sẽ không thể định cư Canada. Vậy bạn này sẽ thử đi làm ở Canada 1 năm nhé. Nếu mà đi làm ở Canada 1 năm, mọi người sẽ thấy làm ở Canada 1 năm bạn ấy được 78 điểm. Vẫn chưa đủ đúng không? Ít nhất bây giờ dù mùa dịch cũng mời 88 điểm, mình làm thêm 1 năm nữa là 2 năm mới được 81, làm thêm 1 năm nữa là 3 năm với được 84 điểm, mà kể cả mùa dịch cũng phải 88 điểm mới đậu. Vậy bạn này sẽ không được định cư Canada. Bạn này muốn á thì phải tăng thêm một cái nữa, ví dụ như tăng thêm điểm tiếng Anh, tăng thêm những cái khác, cố gắng hơn rất là nhiều so với một bạn mà đã đi làm ngành công nghệ. Mọi người thấy có sự khác biệt chưa? Như vậy đó các bạn, đây là mình nói sơ về sự khác biệt giữa ngành công nghệ và ngành thường khi các bạn xin đề cử tỉnh bang ở tỉnh bang BC này. Thì ngành công nghệ nó là BC Tech, nó là 29 ngành và các bạn có thể xem miêu tả dưới đường link bên dưới. Nếu các bạn làm những ngành công nghệ hoặc có kinh nghiệm của những ngành công nghệ và sang bên Canada thì cơ hội bạn được mời về đề cử tỉnh bang nó nhanh hơn rất là nhiều so với những ngành thường. Đây là đương nhiên rồi, những ưu đãi mà những ngành đang rất là thiếu hụt ở tỉnh bang BC này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh. Xin chào!